Tiền thì tụi anh không có, chủ nhà thì đang nhăn nhó. Ôi sao sợ quá trời. Tiền thì tụi anh không có, chủ nhà thì đang nhăn nhó. Ôi sao sợ quá trời. Tại sao à? Tiền, tiền lúc nào cũng phải là tiền. Tiền nhà, tiền học, tiền ăn, ba thứ đó nó đã thằng mất rồi. Tập trung làm cái cả thể ít tên gì ta, nên giờ tiền mất hoài nó không có ra. Nói tóm lại hai thằng anh gom tiền ăn, tiền học phí, tiền nhà lại làm cái dự án mô hình KTX-TMT tên gì ta để cứ đi dự thi nên hết tiền. Bây giờ em nói với má em, cho tụi anh nợ thêm một tháng nữa rồi tụi anh trả nợ. KTX là ký túc xá, TMT là thằng mất trí. Mày điên à, Thủy Bình Trí, tên gì ta mới là 10 sao đó mà. Tiền thì tụi anh không có, chủ nhà thì đang nhăn nhó. Ôi sao sợ quá trời. Tiền thì tụi anh không có, chủ nhà thì đang nhăn nhó. Em xin đừng đi, đi mà.